Ủa anh mắc gian nhân. Anh mắc gian nhân em anh hát chưa đây? Bữa nay em uống đi cà phê đen em sợ nó. Xin ra mắt dịch bàn công chúa thái tử thân chính à, bớt thân chừng trao giảm đừng hình lành dịch bàn kiếm hình nhân kiếm nhu mô thôi thường là phải chăng thân không năng thân suy thơ ngày chi tiết dịch bàn công kiến chiến chỉ là thủ dân nó hết lầm hạ nên được không lâu phải kéo bánh sang đánh thôn quân và giáng thân bảo ác lòng ngoại phong không nâng bình tâm không chúng dân ba ngày đau sầu chiến chinh gieo điều hàng gia đình mong nhờ trên không cho cho tình an bình người đánh bại tám môn thành sánh cầm tám hổ tướng bác môn thành có gì khó để hy sinh sao lại hạ mình mình xin cầu giáo hậu hay bài trò dần dần trắng quân tên dọn đầu công đợi lệnh cố gia trăm phát bách chúng không nâng thì xin không nâng hãy đủ lòng mang bao khẩu sầu xin rút trò binh tư rời nơi tất bàn à. Thái tử thân sinh ngài nói nghe là muốn đuổi dịch binh thì giống dồn công kiến về ai tài chế tân công cho đinh bàn trong nhân lượng bao dung đi đến đâu gieo tình nhân loại tim tất tắc những càng chiến dân cho chiến kinh không hiểu máu đào cho dân tình an khang ta sanh cầm tương mong trao đổi với người để nhất lòng quân tâm bất trị dân không dứt tiếng quán dĩ trời dân linh đàn xa ước mơ được mọi thổ người
tâm. Ngắm thấy người quay hùng tưởng tu giữa giáo hương mà vẫn thẳng nhiên giải nhân từ thương dân trong tiếng lòng lòng cảm phục làm rung cảm tâm tư quân lui xuống hãy chút rượu để ta mời thái tử mời thái tử an toàn mời công lương thái tử không sợ tôi mời rượu đậu xa công lương có hạ thủ như trở bàn tay đâu cần dùng kế mọn tôi vẫn mong học làm đấng hùng anh phiền thái tử chỉ giáo mời công nương bảo năm khoác lên người giáp trụ chính nhân ngài điểm đối diện giáo vương và tử thần sao nay bỗng nhớ lại ở Thanh Bình nơi đồng đội có hai người dưới trăng luyện gương nàng rơi gương bước mi rơi đào dẫn thơ giáng sinh điều thiều nhìn càng thêm yêu kết giao.
theo ông nên giữ thân hơi hơn trường em về chịu chút của hắn cho đến anh buồn. Tập hợp chuyến sao, còn một trái ngang trên đời nhìn qua. Nơi tóc vang, mong chung chút nàng, kết giao loạn. Tâm tình hung an. Thấy rồi, mong hiện dài, tái rồi không biết công đức. Ủa? Thấy còn một khúc mà nó anh hết luôn hả anh? Cái gì mà nó mới cái điệu gì đó mới anh nghe nó nói gì mà cái điệu gì quên là mới điệu hùng anh kia rồi trong gì mà mới em không biết đây. Cảm ơn cả nhà, cảm ơn bên đây Võ Tấn Phụng nha. Em thấy bài nào mà lạ lạ gì em biết hết mà biết không biết thì hát luôn. Ủa em trai, Tuyết Tuyết bữa nay có bài mới gì đâu hay là...